chiều mùa đông. Chiều mùa đông lại có cầu vồng. Hai cái luôn, hai cái đôi. Cái mờ cái rõ. Là nông cát à. Này khá rõ luôn mọi người. Hồi đó mình có đi tới cái chân cầu vồng một lần. Nó chà. Sáng bạc chè vậy. Nó bắt nguồn ở dưới cái chỗ kia. Dưới chỗ kia mà mình chạy tới nơi thì ở dưới cái chân của nó cũng mờ mờ chứ nó không rõ lắm đâu. Thì mình chọn vô nó lấy nét. Mình chọn vô lấy nét cái nó làm mất cái cân bằng đó. Đó, cái màu này màu cân bằng này. Đưa lên này, sáng quá, từ nó chỉnh lại. Phía trên một cái ha mọi người. Ở cái này ở dưới, còn cái ở trên này cũng mờ mờ. Đó, mọi người thấy không? Quay vô đây thì họ nhìn không rõ lắm. Chết là mây nó xâm lấn tới. Mùa đông. Chắc mây này mang nhiều hơi nước à. Mặt trời lặn nhanh quá. Mặt trời lạnh nhanh quá. Có cái cụm mây nào. Tiêu là kỳ vậy. Có cái cụm mây nào mà nó đi. Nó còn mặt trời thọ vô thì nó còn nhiều. Loãng rồi, hết rồi, gần hết rồi. Cái khúc mây đó nhiều nước à, tan dần tan tan nhanh ghê. Buổi chiều mùa đông man móc móc nhỏ su su mẹ su su mẹ đầu bầy. Quá già rồi. Móc. Móc. Móc đực. Móc móc móc. Công nhận mày đã luôn á. Kêu vậy mà không. Móc. Ghét không? Hết. Chỉ còn chút xíu. Hết. Cái mặt tụi này là nó đang muốn dẫn nó đi bắt mồi đấy. Thử phát. Ăn cục đá đi. Ô tụi kia bay về. Ghê. Tâm táo. Đen rồi bét rồi. Man. Nghe anh nói nè. Tụi bay. Chú ý đây. Trời ơi, không ra tiếng động. Tiếng gì bà đầy chút à, chút nè. Man. Tôi nợ như một cái chấn thương xà khỉ vậy. Thôi, trăm người nha.